Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày về tình hình Biển Đông. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kính thưa quý vị, hôm qua tờ báo của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang hết sức căng thẳng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Vào rạng sáng ngày hôm nay, tờ báo của Trung Quốc đưa tin Trung Quốc lại tiếp tục bị rung lắc bởi một trận động đất mạnh với cường độ 7,5 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 50 km về phía đông, làm cho 400 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình, người thì nhảy lên máy bay sang nước ngoài, người ta nhảy lên tàu chiến để ra đảo Hải Nam tránh trú. Tình hình hiện tại của đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang hết sức rối ren. Theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận được từ tờ báo Tân Hoa Xã, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết chi tiết về trận động đất nêu trên như sau. Vị trí trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ở một quả núi thuộc tỉnh Vân Nam, nơi giáp danh với biên giới của Việt Nam. Tuy nhiên, trận động đất trên không làm ảnh hưởng gì tới đất nước của Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất trên ở độ sâu 2 km trong lòng đất. Trận động đất xảy ra trong đêm khiến cho nhiều người bị hoảng hốt. Không biết chuyện gì đang xảy ra khi mà nhà cửa bị rung lắc, đồ đạc trong nhà bị xô lệch. Những vùng sát với trận động đất trên đã bị đất cát vùi lấp. Trận động đất diễn ra trong bối cảnh đất nước của Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa to đến rất to, kèm theo bão lũ, lũ quét sạt lở vòi rồng khiến cho cảnh tượng ngập lụt vô cùng thê thảm như ngày tận thế. Hiện các lực lượng cứu trợ, cứu nạn và cấp cứu khẩn cấp của Trung Quốc đang cho đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt và bị mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, theo những hình ảnh và những đoạn clip mà tờ báo Tân Hoa Xã cung cấp thì trận động đất trên đã làm cho lũ ống, lũ quét từ thượng nguồn đổ về con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong biến thành những con sóng thần cao từ 3-5 mét, nhấn chìm rất nhiều bờ đê, khiến một số tỉnh thành như Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, trong đó có Vũ Hán là một trong những tỉnh bị vùi lấp, thiệt hại nặng nề nhất. Theo cục thống kê nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến nay mưa lũ đã xuất hiện ở Trung Quốc gần 3 tháng nhưng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại tình hình vẫn đang hết sức căng thẳng. Đứng trước tình hình đó thì chính phủ của Bắc Kinh đã phải mở kho lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ cho những người dân Trung Quốc đại lục. Có một tin được cho là rất xấu đối với cả các quan chức của Trung Quốc khi hôm qua rất nhiều nước trên thế giới nói rằng sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh. Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy trừng phạt Trung Quốc vì tội lỗi của Bắc Kinh gây ra cho hành tinh này là không thể dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong bản tin thời sự tối ngày hôm qua cho biết tình hình mưa lũ của nước này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, thì những trận mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cùng thành phố Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc trong một vài ngày tới. Đây là một tin được cho là vô cùng đau buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì mưa lũ trong suốt hơn 3 tháng vừa qua vẫn chưa chấm dứt, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác. Năm nay là một năm đại họa, cho nên Trung Quốc đón nhận những điều đau thương là hoàn toàn đúng. Các nhà quan sát cho biết Trung Quốc trong lịch sử chưa bao giờ có một năm nào tồi tệ như năm nay. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang gặp những điều tai ương vạ gió đến từ thiên nhiên và từ dịch bệnh. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang dội lên chính quyền của ông ta khi mà ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, ngoài những thông tin về động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập và lũ quét, sạt lở ở Trung Quốc thì tình hình Biển Đông cũng đang được cho là vô cùng phức tạp. Nguyên nhân ban đầu vẫn được cho do phía Trung Quốc gây ra. Khi hôm qua tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đã phát động cho một cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quân đội của Bắc Kinh đã điều 2 con tàu sân bay Liêu Ninh cùng Sơn Đông dẫn theo đằng sau là rất nhiều con tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu dân binh mang theo rất nhiều tên lửa và vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa, thị uy sức mạnh và dương oai với các nước trong khu vực. Tình hình của Trung Quốc đang gây ra cho Biển Đông là vô cùng quan ngại cho khối ASEAN. Ngay lập tức khối ASEAN đã tiến hành các cuộc họp cấp cao để đưa ra những phương án ngăn chặn kịp sự bành trướng ngông cuồng bắt nạt của chính phủ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì Biển Đông liên tục bị đe dọa bởi chính quyền của ông Tập Cận Bình đã tự vẽ ra con đường lưỡi bò và tự thừa nhận con đường lưỡi bò này. Nếu như chúng ta search trên Google sẽ ra 1 triệu kết quả chỉ trong vòng 2 giây. Nhưng kết quả này cho thấy con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc liếm trọn gần 90% diện tích trên Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố rằng đây là vùng biển của Bắc Kinh và nếu như tàu thuyền nào, tàu chiến nào của nước ngoài xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò thì đều bị đánh sập. Hãng tin CNN của Mỹ tố cáo người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh khi mới đây bà ta đã dám phát biểu rằng đường lưỡi bò hoàn toàn là của Trung Quốc, đề nghị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới tôn trọng lãnh hải trong phạm vi đường chiến đoạn này. Bà Hoa Xuân Ánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ ai, bất kỳ nước nào đem tàu đánh cá, tàu chiến, tàu chở hàng hay khai thác dầu khí trong phạm vi đường lưỡi bò thì đều bị quân đội của Bắc Kinh đánh sập. Điều này đã gây ra mối quan ngại cho nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Mỹ. Và ngay lập tức, Mỹ đã điều hai con tàu sân bay lớn nhất thế giới của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh. Chính phủ của Mỹ nói rằng vùng biển chung trên là hoàn toàn của thế giới chứ không phải của riêng Trung Quốc. Cứ làm sao Trung Quốc lại ngang ngược nhận vơ về tay cho Bắc Kinh, đề nghị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới phải tẩy chay cũng như là lật tẩy những cái âm mưu thủ đoạn của chính quyền ông Tập Cận Bình. Đề nghị chính quyền của ông Tập Cận Bình phải rút ngay tàu chiến và giàn khoan ra khỏi vùng biển trên, nếu không thế giới sẽ ra tay trừng trị. Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua, giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục xảy ra những xung đột trên tất cả các mặt trận, kể cả kinh tế, chính trị, xã hội và các vùng biển thời Tổng thống Mỹ trước đây như ông Bush, Obama, thì nước Mỹ không quan tâm tới Biển Đông, họ chỉ quan tâm tới chiến trường Trung Đông. Nhưng từ khi ông Donald Trump và ông Biden lên nắm quyền Nhà Trắng, thì Biển Đông được Hoa Kỳ rất coi trọng. Đây là một trong những lý do vì sao mà hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ liên tục xuất hiện tại vùng biển này để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Đồng thời gửi cho Bắc Kinh một thông điệp cứng rắn rằng vùng biển này là hoàn toàn là của thế giới chứ không phải là của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc phải tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ các nước trong khu vực và tôn trọng Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị chính phủ của Bắc Kinh không nên gây hấn, bành trướng, bắt nạt, nếu không cộng đồng trên toàn thế giới sẽ bắt chặt tay nhau trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, dạy cho Trung Quốc một bài học sâu sắc vì tội xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Biển Đông là một trong những vùng biển cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ là tuyến hàng hải huyết mạch trên toàn thế giới mà nó là lá chắn quân sự cho các nước trong khu vực, đặc biệt là cho Việt Nam và Trung Quốc. Thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã chiếm được đảo Hải Nam hay còn gọi là thành phố Tam Á. Bây giờ Trung Quốc đang cho xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự ở đây để làm bệ phóng cho các tên lửa và trạm radar hòng khống chế khu vực này. Trung Quốc còn đang nhăm nhe xây dựng thêm một hòn đảo nhân tạo tại vùng biển này để thách thức thế giới. Đây chính là âm mưu thủ đoạn mà chính quyền ông Tập Cận Bình vạch ra cho Trung Quốc đại lục. Ông Tập nói rằng muốn Trung Quốc trở thành siêu cường quốc số 1 trên thế giới, đầu tiên phải lấy được Biển Đông, sau đó lấy biển Hoa Đông và lấy một phần lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ, của Myanmar, của Lào và của Nga. Đây chính là lý do vì sao mà thế giới nói rằng Trung Quốc là tội đồ trên toàn thế giới và nếu như con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc vỡ sẽ san phẳng Bắc Kinh, khi đó thế giới mới được bình yên. Còn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc chưa vỡ thì thế giới vẫn còn bị xáo trộn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đúng là một nước quá tham lam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là ủ rất nhiều âm mưu để thôn tính các nước trong khu vực. Tờ báo quốc tế đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi Bắc Kinh nói rằng sẽ khống chế khu vực Hồng Kông và Đài Loan trở thành Trung Quốc đại lục. Ông Tập Cận Bình trong một bài phát biểu với cả quân đội nhà nước Trung Quốc nói rằng sẽ dùng vũ lực hoặc thậm chí có thể nổ súng để thu lại Đài Loan và Hồng Kông trở vào với Trung Quốc đại lục. Khi đó thế giới mới kính nể Trung Quốc và Trung Quốc mới làm bá chủ của thế giới được. Và nếu như Trung Quốc mà số 2 thì không nước nào là số 1. Trung Quốc số 1 rồi thì tất cả sẽ bị phụ thuộc và phục tùng Bắc Kinh mà thôi. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu Trung Quốc hay còn gọi là lời thách thức của Trung Quốc đối với cả thế giới và chắc chắn trong một vài ngày nữa, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước lớn ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, trong đó có khối ASEAN sẽ lên tiếng. Bởi vì thế giới sẽ không bao giờ để cho Bắc Kinh làm loạn và liên quan tới những vấn đề trên. Chúng tôi sẽ liên tục thu thập và gửi cho quý vị và các bạn vào bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.